xin chào anh em. Mình quay cho anh em xem các video về tàu cá lưới rút rủ của Nha Trang nha anh em. Phía sau lưng mình đây là hai chiếc ghe lưới rủ bao của Nha Trang, Hòn Rớ Nha Trang nha anh em. Ghe rất là đẹp anh em ơi, nhìn ghe rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Mỗi ghe rút rủ đóng rất là đẹp. Mình thì mình hâm mộ mấy chiếc ghe rút rủ Dũng Ngán với Nha Trang ghê lắm. Bởi vì cái mẫu ghe họ đóng theo cái cảm nhận của mình là rất là đẹp và rất là ngầu. Nhìn ghe nó rất là chắc chắn. Đấy. Ghe rất là đẹp anh em. Hai chiếc ghe lưới trụ bao khoảng tầm 19 mét. Ok, bây giờ mình sẽ đi một vòng để quay quanh quanh mấy ghe lưới trụ cho anh em xem nha. Đây nè, ghe lưới trụ bao nhìn rất là ngầu, rất là đẹp. Một chiếc là Khánh Hòa 95139, một chiếc là 96667. Mẫu ghe rất là đẹp, ghe Khánh Hòa Nha Trang. Ghe được trang bị hai súng khoan, sử dụng dàn đồ rất là nặng ha. Dây lưới rút là xài dây rít đó. Hai súng phen, hai chiếc nào cũng trang bị hai súng phen hết. Mình thấy một cái đặc điểm mà mình rất là thích ở mấy cái chiếc ghe mà lưới quay của Nha Trang á, kẻ quay đêm và quay trũ, thì ở chỗ cái mấy gọi là mấy cái con mấy hàng lính, mấy thằng lính mà đỡ kẻo dây nè anh em. Đó, ở ngoài kia là cũng có hai lính kéo dây của ghe bên ngoài nè. Họ làm cái kết cấu cái cầu của cái mẫu mấy lính này làm rất là chắc chắn. Nói chung là làm rất là ngầu anh em. Mấy cái này thì làm nó hơi nặng ký đó nha. Ghe kỹ không? Mấy cái nghè nè. Kỹ không? Họ bọc nóc hết trơn à. Thấy mẫu ghe Nha Trang thì mấy anh hay bọc nóc ở mấy cái nghè này ha. Bọc nóc hết trơn. Mấy kéo và dàn đổ của ghe rút rủ nè. Ở này ảnh còn vẫn còn sử dụng một cái rổ để xẻ dây nè. Hình như là có một đoạn nào đó anh xài dây tròn hay sao anh xẻ dây mình cũng không rõ. Ở đây xài dây rít thì không cần xẻ rồi. Mấy cái rổ này là dành để khi mình xài dây tròn á anh em. Dây nó vắng thì mình phải xẻ dây ha. Ghê rút rủ. Mấy cái lưu lô cảo nhìn còn rất là nhỏ. Trụ này trụ lớn, phao nè anh em, phao cái nào cái nấy chành bành như cái tấm thớt ấy. Trụ này mấy anh em đi về trong ngày ha, mấy anh về trong ngày chứ không có ở lại. Thuyền trưởng trẻ măng, hình như lúc về mình có giới thiệu với mấy anh em là mấy ghe rút trụ ở Nha Trang họ hay đi rồi về á, cho nên là trên ghe hay có những cái két sắt để cho mấy anh em khi về mấy ảnh bỏ mấy giờ chụp và quét ở trong đó mấy anh khóa lại. Đó, giờ anh thuyền trưởng ra anh rép máy vô lại nè. Ồ, trên ghe lót gạch men luôn, trên ghe sạp dưới lót gạch men, sạp trên là bằng gỗ. Sẹp dưới rốt gạch men. Mấy ghe lưới trụ anh em. Quay phần sau lái cho anh em xem. Chiếc trong này nhìn rộng hơn chiếc ngoài nhiều ha.
anh em thấy rút trụ ở Nha Trang họ cũng ít, rất là ít xài điện. Bên có ba bóng bóng trong nhẹ nhẹ chơi. Ở vùng Nha Trang thì ghe tàu thì nhiều nhưng mà anh em sử dụng điện nó không ít. Chỉ có những cái ghe mình chụp thì trang bị điện nhiều, điện lớn, chứ còn mấy ghe rước trụ thì có ghe hầu như không có sử dụng điện luôn. Đa phần máy ảnh đảo dò, máy ảnh quýnh mò chính. Trụ cảo nè. Ghê không có, mấy anh làm gần cho nên là cũng không có trang bị radar rồi gì nhiều ha. Không có trang bị radar, dò nước rồi. Chung những cái trang thiết bị điện tử mà phụ phụ anh em. Đa phần mấy anh chủ thì mấy anh làm lộng cho nên là không cần trang bị dò nước nha. Đặc điểm của ghe rút trụ thì không cần những cái chuyện đó. Ghe lưới quay đêm thì mấy anh làm ở cái vùng khơi thì con nước nó thay đổi khác nhau ở nhiều cái tầng nước. Còn ghe rút trụ thì mới làm cái tầm lộng cho nên là cái giờ nước hầu như là nó cũng không cần lắm. Buổi chiều mấy anh em chưa mở biển ngồi vé lưới. Tàu ngồi kia giờ cũng bắt đầu mấy anh em vá lưới nè. Rút trụ đi muộn cơ ha.